Trận đấu giữa Hải Phòng và Sapa tại AFC Cup 2023 đã kết thúc với tỷ số 1-4, với Sapa giành chiến thắng ấn tượng. Hải Phòng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi không có thủ môn Đình Triệu và trung vệ Ben Van Mer trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Sapa đã tận dụng tốt cơ hội và mở tỷ số ở phút thứ 20 với bàn thắng của Daniel Tinh sau một pha lỗi của thủ môn Văn Toàn. Darren Locke tiếp tục gia tăng cách biệt bằng bàn thứ 2 cho Sapa. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về Sapa và Hải Phòng chỉ có được một bàn rút ngắn tỷ số ở phút cuối cùng. Với kết quả này, Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng H của AFC Cup 2023 với 6 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Sapa. Trận đấu đã chứng kiến sự thăng hoa của Sapa và sự mất điểm đắng cay của Hải Phòng trong cuộc cạnh tranh song phẳng tại giải đấu này.